Chào tất cả các anh chị, chào tất cả các bạn. Video trước, những video trước mình chia sẻ với các bạn và anh chị cái cách mình tạo câu intro, câu gian tấu trên những bài hát tông thứ nha bạn. Video hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn và anh chị những bài hát, cái câu intro, câu gian tấu cho những bài hát tông trưởng nha bạn. Rồi vấn đề là làm sao mình phân biệt tông trưởng, tông thứ các bạn. Thì giờ mình lấy cái tông la thứ đi ha, và tông đô trưởng để các ngón không thăng không dán để cho dễ tập và các bạn mình dễ cảm nhận nè. La thứ các bạn là bài hát tông thứ á. Rồi bạn nghe là từ nó là la si đô rê mi fa son. Mình có tông thứ mà đây là mẫu là tông la thứ, cao lên khoảng 8 nữa là si đô rê mi fa son la. Còn tông trưởng các bạn, mình bắt đầu từ nó đô. Đô rê mi fa son la si đô. Mình có tông trưởng mà tông mẫu là đô trưởng. Tiếp quan tám nữa. Đô rê mi fa son la si. Rồi giờ mình đánh tông trưởng xong tông thứ đi các bạn, mình cảm nhận đi phân biệt nha. Si đô rê mi fa son. Thứ các bạn, thứ nó nhẹ nhàng, nó mềm mại như một người phụ nữ nha. La si đô rê mi fa son la. Rồi bạn nghe tông trưởng này để phân biệt. Đô rê mi fa son la si đô. Lên quãng 8 nữa. Đô rê mi fa son la si đô. Rồi ha, rồi. Thì câu intro là sao bạn? Để mình bổ sung thêm ý này nè ha. Câu intro là cái, mình tưởng tượng như thí dụ như mình học ở trường đi, làm một bài văn đi, gồm có thân bài, gồm có mở bài, thân bài và kết luận. Thì cái phần mở bài là mình tưởng tượng như câu intro bạn, thân bài là người ta vào hát, kết luận là mình outro bạn, là mình kết thúc bài hát. Như trong thể thao thì mình có cái lúc mà vô mình chính thức thì mình trước khi đó mình khởi động. Thì nói cụ thể là intro trong bài hát là sao, là cũng như mình gợi mở cho người ta để người ta vào hát, mình nhấp nháy một khoảng ngắn cái giai điệu, cái tiết tấu để người ta vào là hát, để ta hát cho đúng tông đúng nhịp bà ha. Có rất nhiều cách tạo intro gian tấu. Rồi trong khuôn khổ bài hát này mình chia sẻ bạn hai cách tạo câu intro trên tông trưởng ha, mà tông mẫu là đô trưởng. Cách thứ nhất là mình đi một vòng hợp âm, rồi mình chạy câu bass hay chạy câu lý ad lib, một câu lead rồi mình vô. Cách thứ hai là trên vòng hợp âm mình đi câu solo trên vòng hợp âm đó, rồi xong mình chạy câu bass hay gì đó mình vô. Rồi thì cái thời lượng của intro các bạn, thì nếu mà nói ô nhịp thì mình bằng khoảng từ 5 đến 10 ô nhịp là vừa rồi. Còn nói về thời lượng thời gian đó là khoảng từ 25 giây đến 40 giây là ok rồi. Đừng có ngắn quá thì người ca sĩ, người hát người ta chưa kịp lấy hơi là mình đã dứt câu intro rồi thì cũng hơi rối. Còn dài quá thì làm cho người ta nghe, cái người ca sĩ chờ cũng bực mình, mà người nghe với người ta chờ vô hát mà sao đến đần hoài không thấy hát thì cũng dở mà. Thì cái bài hát thì khoảng từ 3 4 phút đến 5 phút. Thì câu intro khoảng chừng 40 giây đổ lại thôi nha bạn, đừng dài quá mất hay. Mà ngắn quá cũng ca sĩ ta không kịp chuẩn bị. Rồi, bây giờ vô cụ thể bài luôn nè bạn. Intro trên tông trưởng mà mình mượn tông đô trưởng làm mẫu dễ tập ha. Thì cái cách thứ nhất là mình đi vòng hòa thanh trên cái tông trưởng, là một vòng hậu âm lên tông trưởng. Tông trưởng nó có sẽ những dòng thần thánh đó bạn. Dòng 1, 6, 2, 5 và dòng 1, 6, 4, 5. Mình đi một dòng thì vô hát rất là dễ. Dòng 1, 6, 2, 5 là sao bạn? Như mình đã từng nói các bạn là khi mình điểm hát cái tông nhạc nào thì tông nhạc đó tính bậc 1. Thì dòng 1, 6, 2, 5 của tông đô trưởng thì đô trưởng là bậc 1. Bậc 6, đô, rê, mi, fa, son, la. La thứ là bậc 6. Bậc 2 là đô, rê, là rê thứ là bậc 2. Đô, rê, mi, fa, son, son trưởng hoặc son 7 là bậc 5. Dòng 1, 6, 2, 5 của tông đô trưởng gồm các hợp âm 1, đô trưởng, 6, la thứ, 2, rê thứ, 5, son 7 hoặc son trưởng, về 1. Rồi giờ ví dụ người ta hát
điệu bài hát ở điệu nào thì đi mình đi dạo hay mình đi mắc co mình đi trên dòng hòa thanh theo điều đó. Ví dụ ta hát bolero thì bạn đi là 2 3 đô la rê son son la si đô fa mi rê đô. Ví dụ hát mà các bạn thấy cái câu trâu này bạn thấy hay chậm thì mình đi đi 2 lần, coi như 1 6 2 5 mà đi 2 lần, 2 3 đô la rê son đô, lần nữa la rê son son la si đô. Ngày nào anh yêu em, anh đã vươn trong cây đắng tuyệt vời. Các bạn hát đã rồi mình đó là dòng 1 6 5, dòng 1 6 4 5 cũng giống vậy, nhưng bậc 2 mình thay cho bậc 4, tức là rê thứ là bậc 2, mình thay bậc 4 là pha trưởng. Thì dòng 1 6 4 5 của tông đô trưởng gồm các hòa âm mà đô trưởng bậc 1, bậc 6 la thứ, bậc 4 hồi nãy bậc 2 là rê thứ, giờ bậc 4 là pha trưởng, bậc 5 là son trưởng, rồi về đô trưởng. Cụ thể dòng 1 6 5 gồm các hòa âm 1 đô trưởng, 6 la thứ, 4 pha trưởng, 5 son trưởng và son 7 về đô trưởng. 2 3 đô đô si là na 6 4 nè. Fa son là gì đâu giọng nữa nha. Do si la fa son son la si đô, do re mi son la si đô. Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ. À, 1 6 4 5. Rồi ví dụ ta không hát bolero mà ta hát slow rock thì mình cũng vậy thôi. 2 3 đô la rê son son la si đô, lần 2 mình si la qua 4 la son son la si đô đô rê mi fa fa mi rê đô. Tập lại nha, nghĩ ta giờ ta xì tô rốc thì mình cũng chơi về lâu cũng đi vô vòng 1 6 2 5 1 6 4 5. Giờ mình đi cái mình sáng tạo hơn nữa, đi cái vòng lần đầu á thì 1 6 2 5, lần sau mình đi 1 6 4 5, mình chạy câu bán mình vô cho ta hát ha. 2 3 đô la rê son đô la, không qua rê qua pha son son la si đô. Chưa đặt tên cho một chuyện tình mai sau đời đêm sau đêm vắng. Ví dụ vậy bạn hen những bài khác, ví dụ như ta ca người ta không ca silo mà ta ca ví dụ như cha 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 hay là bebop vậy đó. Đô la rê son đô, năm mười mười lăm hai mươi, năm mười mười lăm hai đi lấy chồng cha già, cha cha cha, mời đi lấy chồng cha già. Như vậy bạn đó, bạn cứ đi một vòng vậy, rồi ta ca điều nào đi theo điều đó, rồi mình để bạn cái sẽ khi mình đi chơi chợ thực chiến ngoài rất là hiệu quả các bạn. Ta ca trưởng là mình cứ áp dụng vô vòng hòa thanh vậy, 1 6 4 5 hoặc 1 6 2 5, rồi chạy câu bắp mình vô ha. Đó, đó là cái phần câu dạo đơn giản để anh em mỗi tập mình đi chơi mình ứng dụng được hết.
thì rất là nhiều bài tông trưởng mà bài này cũng áp dụng được hết. Có thể nó không hay lắm nhưng nó làm tròn bài hát ha. Nhưng bài hợp thì nó hay, không hợp thì nó vẫn làm tròn bài hát. Rồi, cái cách thứ hai nữa là trên cái dòng hòa thanh này mình tạo một con solo, mình chạy nối liền từ đô qua la, la qua rê, rê qua son, son về đô, rất hay các bạn. Nhưng mà trong khuôn khổ bài hôm nay mình tạo cái câu chạy solo trên ngũ cung đô trưởng, ngũ cung trưởng, nhưng mà lấy cái đô trưởng làm mẫu hay ngũ cung đô trưởng, mình làm cái câu solo mà solo ngũ cung trên cái dòng hòa thanh của 1625 của tông đô trưởng, rất hay các bạn. Thì ngũ cung la thứ thì nó gồm 5 nốt là đô rê mi son la 1 3 4 5 7, la 8 là 11, 5 nốt là đô rê mi son la. Ngũ đô cung đô trưởng cũng y chang vậy, các nốt không thăng không giáng cũng là đô rê mi son la, nhưng mà nó kết thúc ở nốt đô nên nó là đô trưởng. Mà bây giờ bắt đầu từ nốt la cũng được, nhưng mà bắt đầu từ nốt đô thì các bạn dễ hiểu nè. Nó cũng 5 nốt là đô rê mi son nè, nhưng mà nó bắt là nó đô, đô rê mi son la đô. Hay chưa? Ngũ cung đô trưởng và ngũ cung la thứ y chang, các nốt không thăng không giáng gồm 5 nốt là đô rê mi son, nhưng mà khác cái là ở ngũ cung la thứ thì cái nốt la là ở bậc 1, còn ngũ cung đô trưởng cũng y vậy luôn nhưng mà đô là bậc 1, khác nhau tí xíu vậy nha bạn. Đó rồi, ngũ cung đô trưởng gồm 5 nốt đô rê mi son la đô. Trong 5 nốt này mình tạo một câu intro từ đô trưởng qua la thứ, la thứ qua rê thứ qua son bảy với son trưởng về đô trưởng, rất hay các bạn. Trước tiên mình đi một vòng hòa thanh xong mình đưa câu solo cho bạn nghe nè. Mình chia sẻ cái cách tạo thì dễ, mình dựa theo cấu tạo hợp âm đô trưởng thì mình rớt ngay đó đô cho đơn giản. La thứ mình rớt nó la, rê thứ mình rớt nó rê, son trưởng qua son bảy rớt nó son là ok. Đó câu thứ nhất, câu dễ. Câu thứ hai khác chút nhưng mà cũng không khó đâu. Rồi nè bạn, 2 3, đô la rê son, đô bắt đầu chạy vô nè, son la đô rê mi son la đô la, hay là từ đô trưởng qua la thứ. Giờ chưa có dịp nha, để mình đi đúng cái nó thôi mà coi nè. Đô đó, từ đô qua la mình sẽ đi câu nè, son la đô rê mi son la đô la, và từ la thứ qua rê thứ nè, la thứ qua rê thứ ha, trên này la thứ qua rê thứ này mình đi câu à, la đô rê mi rê đô rê nhéo nè, và từ rê thứ qua son trụ qua son bảy, rê mi son đô la son mi son, son la son mi son, và từ son trưởng và son bảy về đô trưởng chủ âm để ta vô hát, son la son mi rê đô la đô. Các mình chạy câu ngũ cung đô trưởng, đô la son mi rê đô, làm lại nha. Thử được đi trước dòng hợp âm mà xong đưa câu solo vô, 2 3, đô la rê son, đô chạy solo vô. Câu thứ hai này nó cũng hơi khó hơn chút xíu, mình dựa theo cấu tạo hợp âm hồi nãy mình cứ tới tông nào đánh ngay cái nốt rớt cái tông đó, đô thì rớt vô qua la thì rồi la qua rê thì rớt cái rê, rồi rê qua son trữ qua son bảy thì nó son. Câu
này nó hay hơn. Cũng dòng đô la. Lúc này mình để mô các coi điểm rê được hơi điểm phá được nha. Fa rê đô la rê son về đô. Rồi mình đưa con solo vô. Nhưng hồi nãy tới đô về đã tới đô mình mới chạy, mình chạy con solo vô ha. Còn giờ về tới son mình chạy con solo vô, con solo vô. Mình biết cấu tạo của đô trưởng là đô mi son. Thì mình về ví dụ như mình đi đô la rê son đó. Mình gọi giờ từ son này mình chạy qua đô nè. Hồi nãy bắt đầu từ đô mình chạy gì la, nhưng giờ từ son chạy đô nè. Mình biết cấu tạo của đô trưởng là đô mi son. Thì giờ mình không chạy rất nó đầu. Rất nó đầu là thường quá rồi. Giờ mình chạy rất nó mi. Tại vì cấu tạo của thằng cái thằng âm dây đô trưởng thì nó có đô rê mi son la năm nốt. Mình sao mình chạy trong năm nốt này thôi, đừng ra ngoài để trật. Thì mình coi nè bạn, mình đi nhắc con nè. Đô la rê son, bắt đầu vô tí số lô vô nè. Mi son la đô rê mi là đô trưởng. Rồi từ đô trưởng qua la thứ, cấu tạo la thứ là đô mi. Mình rớt cho ba ngõ này là cũng được, đô cũng được, mi cũng được, ba nó này nó có trong ngũ cung đô trưởng hết. Thì giờ mình không rớt nó là, mình rớt nó đô. Hồi nãy câu 1 rồi rớt vô ngay cái nốt rồi, giờ vô rớt không có tạo của nó. Cái từ đô nè, qua là từ sòn trưởng nó qua về đô nè, cái mình đi nè. Và từ đô trưởng qua la thứ nè. Mi mi rê rê đô là la thứ. Và từ la thứ qua rê thứ cấu tạo là rê pha lá. Nó pha thì không có trong ngũ cung rồi. Nó la có trong ngũ cung, nó rê có trong ngũ cung đô trưởng á. Thì mình đi câu. Rê đô la son la rê thứ. Mình đi nhấp nhấp cho hay. Rê đô la son la rê thứ. Có tạo rê thứ có rê nè. Có la nè. Nó pha đi không ở trong ngũ cung, đừng có đánh vô nó pha nó rê. Mình đưa nó la. Và từ rê thứ mình qua son trưởng qua son bảy. Thì son trưởng nó cấu tạo là sòn si rê. Còn nếu son bảy có thêm nó pha nữa, cấu tạo son trưởng là sòn si rê. Thôi ba nó mình vô thoải mái rồi, không tin nó pha nữa. Thì mình hồi giờ mình không rớt cho nó sòn. Nó sòn thường quá rồi, giờ mình rớt cho nó rê. Bây giờ về nó rê nè. Để qua từ từ thằng này rê thứ về son trưởng rồi. Nhưng mà son trưởng nó có nó rê, mình rớt nó rê nè. Đô la son mi rê đô rê. Ha, từ rê thứ nè. Mình đi câu nè. Đô mẫu à. Đô la son mi rê đô rê. Nhéo lên, đúng rồi, nó qua son trưởng rồi đó. Rồi cái cửa ngõ đi về chủ nhà đó. Cái rê mi rê đô la. Đó, rồi mình muốn chạy câu rồi để mình chạy chia sẻ con này ha. Rồi nè, rồi cách cái câu thứ hai nè bạn. Đô la rê, bắt đầu từ son và chạy son đô trưởng á, la thứ á, rê thứ á, son bảy á. Đó là xong cái câu này, cái mình đi câu này. Đô la son mi, son mi rê đô. Câu đó nè. Đô la son mi, đô la nhịp cái, son mi nhịp cái, son mi nhịp cái rê đô. Vô ca ha, hoặc là câu dài. Câu 4 cái liên ba. Đô la son mi rê đô. Đô la son,
la son mi, son mi rê đồ rối đầu rất hay. Còn đi nguyên câu đúng nhịp nè. Rồi hát hang. Rồi mình không nói, mình đi nguyên câu này các bạn nghe, rồi mình các bạn cảm nhận. Câu 2 nha. 2 3 đu. Hôm nay mình tóm lại nha bạn, mình chia sẻ bằng cách tạo câu intro. Lấy câu intro làm văn tấu vẫn hay, hay là câu văn tấu trên những bài hát tông trưởng ha, mà mình mượn cái tông đô trưởng làm mẫu để dễ tập. Thì mình có rất nhiều cách tạo bạn, mà mình tạo hai cách. Cách thứ nhất trong khuôn khổ bài hôm nay mình chia sẻ hai cách tạo. Cách thứ nhất là mình đi một dòng hợp âm rồi mình chạy câu quá thì ta vô ta hát. Cách thứ hai là mình cũng đi một dòng hợp âm, nhưng mà mình lấy cái âm dây ngũ cung của trưởng ấy, mà cụ thể đây ngũ cung đô trưởng, mình chạy nối từ hợp âm này qua hợp âm kia làm thành một cái câu intro rất là hay bạn. Xong vô thời điểm người ta hát, các bạn mình cố gắng nha, mà cố gắng tập. Mình chúc tất cả các bạn mình tập đàn mau thành công. Thì trên cái cách dạo thì cái cách nhất là cái cách mà nãy mình đi một dòng hợp âm rất là dễ bạn. Ví dụ như ta ca đô bô rô mình điểm bô rô, mình ca xì lô điểm xì lô, ta ca bó tông điểm bó tông, ta ca cha cha đi cô điểm cha cha đi cô, mà cứ đi trên cái dòng hòa thanh vậy. Trong hết dòng, nếu ngắn thì đi tiếp một dòng nữa, chạy một câu bát hay một câu gì đó rồi mình ta vô ta hát vậy bạn ha. Còn cái cách sau thì hơi khó hơn, là mình tạo một câu dựa theo âm dây ngũ cung của trưởng là thủ kể để đô trưởng, để mình đi trên cái dòng hòa thanh đó, rồi xong mình làm cái trôi nó hay hơn nhiều, nhưng mà nó khó hơn bạn ha. Thôi mình xin phép nghỉ đi, chúc tất cả các bạn mình tập đàn mau thành công nha.